Sau những sửng sốt ban đầu khi tập đoàn Vingroup tuyên bố làm ô tô, một số chuyên gia mới đây lên tiếng nói về những khó khăn căn bản mà dự án tham vọng này phải đối mặt. Trong khi chỉ ra thuận lợi lớn là sự ủng hộ về mặt chính sách từ chính phủ Việt Nam, các chuyên gia hoài nghi về khả năng dự án thành công. Họ nêu ra các yếu tố như Vingroup chưa từng có kinh nghiệm quản lý sản xuất xe hơi, thiếu nghiêm trọng công nghiệp phụ trợ ở Việt Nam và những khó khăn tiềm tàng về vốn cũng như dòng tiền. Theo video trên YouTube của kênh VTV1 và Đài Phát thanh Truyền hình Hải Phòng, người khổng lồ Vingroup chủ yếu kinh doanh bất động sản ở Việt Nam hôm 2 tháng 9 đã khởi công xây dựng tổ hợp sản xuất ô tô VinFast tại một khu công nghiệp ở thành phố Cảng Hải Phòng. Những thông tin ban đầu tập đoàn cung cấp đến báo chí cho hay sản phẩm chủ lực của tổ hợp là ô tô động cơ đốt trong, ô tô động cơ điện và xe máy điện thân thiện với môi trường. Vingroup cho biết thêm, dự án có tổng mức đầu tư là 3,5 tỷ đô la với mục tiêu sau 12 tháng sẽ bán ra thị trường xe máy điện, tiếp đó sau 24 tháng sẽ xuất xưởng ô tô. Về dài hạn, tập đoàn nói họ nhắm mục tiêu đưa VinFast thành nhà sản xuất ô tô hàng đầu Đông Nam Á với công suất lên đến 500.000 xe một năm vào năm 2025, sau 8 năm kể từ bây giờ. Một phần đáng kể số xe đó sẽ được xuất khẩu sang các nước trong khu vực. Hãng ô tô mới nhất ở Việt Nam cũng khẳng định xe của họ sẽ đáp ứng tiêu chuẩn khí thải khắt khe Euro 5 và Euro 6. Bên cạnh đó, hãng hướng tới việc đạt tỷ lệ nội địa hóa lên đến 60%. Tuy nhiên, khi nhảy vào sản xuất ô tô, một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ với Vingroup, họ không tránh khỏi đối mặt với những khó khăn từng làm hai dự án ô tô khác ở Việt Nam thất bại là Vim do nhà nước chống lưng và Vinasuki của tư nhân.